Con này có cái quần cùng không? Chị đang quần đây chị. Em chọn một cái quần cùng cái style đấy. Cái gì vậy Kiến? Cười gì vậy? Cực ba có mày cười gì vậy? Kiến, con thương anh hai à? Là sao? Hôm nay kìa, hôm nay anh hai đi mua đồ, Kiến không được mua đồ, Kiến có buồn không? Kiến đi đâu vậy? Trời ơi, hai em tìm cho em chị con ra chị cái quần màu nhỏ. Bà này Kiến ơi, anh hai anh thử đồ không có giòm nhé. Kiến ơi, muốn nhảy gì không? Mình không được nhảy trời trời đâu, mình chỉ đi dép. Xong bây giờ anh hai mua xong rồi con mình đi anh hai về nhà, xong là mình đi chơi ok. Đưa anh trai lên tầng đàng hoàng. Có kia con không được mở tủ của cô chú. Kiến kia không được mở tủ kia. Oh man, con trai tôi. Con mặc cái quần luôn, mặc luôn mấy cái quần. Đó. Khổ ơi, chỉ sợ không vừa. Trời ơi, con trai mẹ đẹp trai quá à. Mặc ngày sinh nhật. Ok. Tắt được chị cái nhà. Tắt được chị nhà. Trời ơi. Khổ, tôi đau đầu, tôi đi mua bộ đồ, tôi đau đầu các bác ạ. Vừa, được, mẹ chuyện. Con mặc cái áo vô, cái quần nữa em. Ông phải làm hoàng tử, đóng vai một hoàng tử các cụ ạ. À. Các bác thấy không? Trời cơ, bỏ mẹ rồi. Ok, Trần Diễm ơi, tí nữa. Tí nữa chị trả lời nhé. Chị đang đưa con trai chị đi mua đồ hàng từ trời ta nói. Ồ má ta nói con trai ta. Gì đấy cái gì? Bye bye cái gì Kiến? Kiến ơi. Kiến ơi. Con mẹ đếm loài con chó kìa mẹ. Ta tính tìm mua. À, tí nữa mình ấy xong rồi mình ấy, mình chọn đồ cho hai xong rồi. Ok, mở lấy cái quần luôn, mặc nguyên bộ cho nó. Mẹ tìm con. Ừ. Năm 10, 15, 20, năm 10, 15, 20, năm 10, 15, 20. À, xong chưa đi tìm đây? Dạ rồi à? Khi nó tìm đâu đâu ta? Đây giờ. Giờ mày trốn đi. Con nhắm mắt đi nào. Đến 10. Đến 10 nhá, đến 10 mày trốn nhá. 1, 2. À, Hân Giang, con nhắm mắt vào mẹ mình trốn nữa chứ con trốn thế làm sao mình đi. Không được hí nhá, không được hí nhá. Nhắm mắt thế làm sao mà mày trốn. Con thấy rồi nha. Mẹ yêu con tình nồng. Giờ tiếp giờ mình trốn. Ôi sao vest rẻ vậy? Bộ vest, một áo vest, một quần tây mà có 999.000. Bà nội ơi, sao rẻ dữ vậy thần. À đúng rồi, mình nhớ rồi, ngày xưa mình đến đây rồi. Nào Kiến ơi. Dạ. Mẹ ơi, mẹ mắc lại đúng số. Thứ tư thì tìm anh trai cho anh hai rồi. Con phải ưu tiên mua đồ cho anh hai trước, con hiểu không? Bà Kiến này bà nghịch lắm nha. Mẹ yêu con tình không? Của anh hai đó. Bật đi được không? Ừ, mình xem anh hai muốn. Con muốn mua cho anh hai cái áo đấy à? Đúng. Minh Hào ơi, em chụp lại inbox cho chị xem giải quyết cho. Cái gì quảng cáo? Cho áo vào quần
cho áo vào bên trong. Servin, con Servin. Trời, ta nói, ồ má nó xoái ca. Thằng này nó xoái ca rồi các bác ạ. Ồ má. Con thấy được không? Con bỏ mũ ra mẹ xem nào. Bỏ mũ. Từ để tìm anh dai cho anh ai rồi. Trời 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 trời. May mà có bộ vừa nào, đứng đi tôi chụp cho một bấm đang tí đi ông về ông. Trời ơi trời trời. Bỏ mũ ra, con bỏ cái mũ ra cho đẹp. Bỏ mũ. Bỏ cái mũ ra. Không không cần. Con bỏ. Rồi, con để cái mũ đây. Rồi, được. Chống tay vào. Thầy xoài ca mày xem nào. Trời các bác thấy hỏi vợ được chưa? Con mặc áo vest vô, mua nguyên bộ áo vest. Được rồi, con đưa cho áo vest đẹp đẹp, mẹ thấy thích. Trời ơi, tao nói, con mẹ đóng hoàng tử nó chuẩn luôn rồi. Con thích không? Con muốn mua thêm gì? Con cho. Tại giờ chờ tí, chờ tí gọi bà Vũ. Gây vợ. Nó tự đi được. Trai nha. Tôi là tôi đi tìm một cái áo màu hồng. Ha, có hiểu không? Kêu bà Vũ đi vào, kêu bà Vũ đi vào kìa, nó đi toilet. Cái gì con? Trời ơi, trời ơi, ông nội, ông nội. Ok chưa? Trời thần. Trời ơi, mẹ em. Con đứng đây mẹ xem nào. Được rồi, mẹ quay cho con. Em sợ thật đấy, ông này. Sợ. Cái thằng cha mày á, nó mà giờ mày lộng hú hồn tao mày. Trời ơi, các bác biết không? Thằng cha nó kêu em là mua cho nó áo Burberry để nó mặc chung với thằng cha nó ở đi Sydney. Nhưng mà em thấy mặc bộ đẹp. Trời, được, chốt. Con lấy thêm quần áo, thích cái gì mua. Đi giày này mới được. Nó không thích á. Đôi này này. Mẹ, bộ này không có đi cái giày đó. Con để nó tự chọn cái này không? Cái này có phải hơi giá không? Có vừa không? Nó 4443 chứ là 43 lần. Em phải lấy 44 nó mới vừa. Đông nó đi 44 đấy. Chị mua giày cho 44 nó biết. Trời thần. Trời thần ông nội. Kệ kệ Vũ đi vào xe đi. Cho Kiến ở đây chơi với chị anh. Thế à? Chứ
Trên mấy? Trên là 44 đấy. Cái này 44. Nè, con thử cái đây. Con thử cái đây mẹ xem nào. Ờ, lấy cái đôi. Cái này vừa. Này mấy bút cho vừa chị ơi. Này mấy bút nha chị. Ừ. Đây 83 chị. Cái gì ấy, Kiến? Cái đội mũ lên mới xem mà, chị xem xinh không nào. À, bảo bảo đi giày thể thao Adidas là 43.5. Mẹ tìm con đi mẹ. Tìm con à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đâu rồi nhỉ? Con bé Kiến đâu rồi nhỉ? Sao không thấy nó ta? Đây rồi. Ai đâu? Mẹ thích. I like this. Ok. Được rồi. Ok. Lấy cho đôi đấy. Không cần đâu chị ơi. Em lấy đôi này rồi. Nó vừa trẻ. Mẹ ơi, mẹ chỗ. Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ chỗ. Trời, con trai tôi làm hoàng tử đấy các bác ạ. Rồi mẹ chụp lại, rồi bắt chụp hình các bác ơi. Rồi con đi ra cho mẹ chụp anh trai cái nào. Chú. Con đứng, bà vui ra, đứng lại mẹ chụp cho đẹp, ánh sáng cho đẹp, bật vui đi ra. Trời, ui, tôi đổ má thằng này. Ô, má ơi. Đi hỏi vợ được chưa mấy mẹ. Ông cố đội nhà tôi. Từ từ anh trai nè. Ok. Full. Vâng. Con thích áo nào nữa? Mua thêm. Chọn đông nội. Thôi ông bà Kiến này, mà đừng có phá nhà, phá cửa nhà người ta đi. Đó, lấy bộ này đi chị. Vừa luôn đúng không? Trời, size S không em? Trời ơi, 1m75 của mẹ. Thấy chưa? Kiệt, con chọn bộ nào đây đi, lại lên. Bộ nào nữa? Có cần chụp hình video không ông nội? Để ông đăng Facebook ông nội. Mới có Facebook. Đâu? Vâng ông nội, xong rồi, ông tự chụp đi. Là bà Kiến này nữa. Ghê lắm, tự chụp hình thì ghê lắm. Biểu diễn văn nghệ. Ghê không? Ủa má. Tầm nữa đi. Lấy một chiếc áo này, sơ mi màu trắng. Thêm một cái màu trắng. Size S màu trắng. Nói chung ở đây sao mà đồ rẻ lắm mấy mẹ. Ở đây đồ một bộ vest này có giá dao động từ 1 triệu. 1 triệu, 2 triệu chắc là... Ở đây đắt nhất là mấy triệu em? Khoảng chừng 3 triệu 3. Đấy, ở đây bộ đắt nhất có 3 triệu 3, 3 triệu 4 à? Ủa má, thôi chết tôi rồi. Tao đi bán bún đậu nha con nha. Mẹ bán bún đậu nha con nha. Ha, ok. Lấy một cái này nữa. À có cái nơ không? Cái nơ cổ nè. Ui cái nơ à, con chọn cho anh trai cái nơ. Ủa dồi, Kiến ơi, mẹ không thích con. Ủa chết, rất là dễ. Kiến, con được. À, chọn cho chị một cái nơ nào của cái này, hợp với cái áo hồng này. À, cái áo màu hồng ấy, em đâu, nó đang mặc cái áo màu hồng. Nó thích màu xanh, thằng anh thích màu xanh và màu đỏ. Con thích không?
Nhưng mà em sao em phải dạy nó không yên tâm. Thằng này nó thông minh lắm, nó về nó Google. Có cái khác dùng được. Ừ, em khác dùng được. Lấy cái màu xanh đó. À, màu đỏ thì chưa biết ngay mà. Nó chỉ có xanh và đỏ thôi. Hay cái này con. Nó thích màu đỏ, phải là màu đỏ Việt Nam á. Lấy luôn đi, khỏi thử. Ừ, không cần thử đâu, lấy luôn cái hai sơ mi màu trắng đi, cho con nó mặc thay đổi. Trời, tôi nói. Cái gì con? Chọn rồi đó baby. Con chọn cái nào? Con chọn cái nào? Con chọn cái nào cho anh hai? Kiến ơi Kiến, mày bảo này Kiến, nhìn mẹ này. Kiến. Đúng rồi, người ta phải test dùm. Ừ. Kiến ơi. Kiến. Ok. Vấn đề gì đâu. Con đứng với em đi, con đứng với em mày chụp cho. Nào, con cúi cho anh lồng cho, anh con lồng. Trời ơi, con lồng cho anh hai, cái này già lắm con ạ. Cái này già như ông già 70 ấy. Hai cái kia đắt không em nhanh lắm. Ừ. Mẹ muốn con chọn cái này. Mẹ muốn con chọn cái đấy nữa. Đấy cái đỏ đấy, cái đỏ chấm mấy chị xem à. Mày nghĩ được không? Ok không? Được. Cái này có màu hồng chấm không? Để nó làm hoàng tử thôi nè. Bởi vì không, con phải lấy một cái màu đen. Nếu như cái này này nó, ví dụ như mặc bộ này nó sẽ phải dịt màu đen chứ đúng không? Em thử màu đen lên cổ cho xem mà. Màu xanh đi Hồng à, Huy Nguyễn. Chị cũng không dành mấy cái này đâu. Trời ơi, tao nói mày cuộc đời tao ấy. Tao chưa mua cái gì cho thằng đàn ông nào luôn. Tao thề chúng mày luôn. Đời tao chỉ có trai mua cho tao thôi nha. Là sao con? Con chọn cho anh hai một chiếc. Ủa trời, con sờ tay không sợ hả? Trời ơi. Thế à? Em lấy cái màu nào đi. Ờ, thử theo vào trong đấy. Nhưng mà em thấy có được không? Chị hơi ngu vậy nha. Ờ được ấy, vì nó có một miếng mềm tiền đấy. Ok con trai. Trời ơi. Bà nào mà lấy chồng á, thề luôn, nhiều khi chị thấy mấy cái chỗ mà cho thuê váy cưới ấy, mà cho thuê đồ vest đàn ông á, tiền thuê đắt hơn cả tiền mua của bọn em á. Em thấy không? Mua từ một thuê vest ở mấy cái chỗ mà cho thuê đồ cưới ấy, nó còn đắt hơn là đi mua mẹ một bộ mặc luôn cả, đi chụp hình cưới đến lẫn cưới lên cưới xong rồi còn thuê luôn cả đi soi đi làm luôn. Không chịu thật mà, tiền đi thuê thằng em rể chị cưới chị thuê chị biết mà, 1 triệu một lần là ít nhất. Thì mày thấy không, bộ bên mày đắt nhất có 3,5 triệu. Thì quay tao mua con mẹ một bộ xong rồi tao mặc mẹ mày từ đi chụp hình cưới. Ừ, thằng con trai tôi có bác ôi trời chết bà Kiến ơi. Rồi thằng con trai tôi các bác ơi. Con trai tôi các bác. Ui giời. Ui giời. Con thấy không? Ok không? Được không? Ừ. Ok. Chọn thêm em, chị nghĩ là chọn thêm một cái màu nữa cho nó thay đổi cơ nào. Chị cũng chả biết cái bộ mặc nào, hơi ngu về nghề. Ôi, ông khoe đấy sợ. Nào con đưa cho anh Giai nào. Ui rồi không. Ui ôi, bà Kiến mà chọn cho anh hai bà thì ui con này pháo hoa. Ui rồi không. Ủ má. Ghê nha. Con thấy được không? Mẹ thấy màu này đẹp lắm. Ok. Đấy cái đó hả chị hả? Chị nghĩ thấy lấy thêm con này cho trẻ. Dạ. Lấy hai cái này hả? Ừ. Rồi. Nhưng cái nhỏ. Trời. Cái nhỏ như cô. Nhưng cái này là gì? Trời, xếp một cái sơ mi trắng một. Trời em. Trời thần thiên địa, ông trai tôi. Con cái mã cho mình màu hồng. Ồ, mẹ. Các bác thấy không? Bảo cũng thấy con trai tôi đẹp trai không? Đi lấy vợ được chưa? Bảo cho con trai tôi đi lấy vợ. Ồ, quần ca kinh ngố ở đây này. Có 177.000. Hồ men. Đẹp dữ vậy thần. Con thích mấy cái quần này không? Con mua, có 177.000 à? Về mặc đi chơi, con muốn bớt cái này ra.
Từ từ con đừng mất, để cho cô cắt cho, không có mình vứt nó hư con. Cái này nó còn một chuỗi hệ thống như nữa các bạn. Cái Uniquino này, Seven Umo này nó còn một hệ thống. Cái này nó có hệ thống trên toàn quốc chứ không phải chỉ có ở Sài Gòn đâu. Còn ở Sài Gòn thì mình đang ở 186 Trần Hưng Đạo. À quên, 186 Nguyễn Trãi. Phường 3 quận 5. Nhưng mà nếu như bạn nào mà muốn mua cái này này, mọi người vào cái này này. Cái Seven Umo này nhìn thấy không? Chữ Seven Umo. Mọi người search sevenumo.com. Được ok. Đó, mọi người con vô thay đồ đi. Rồi đưa anh hai về, anh hai còn đi học con. Anh hai còn đi học cô giáo riêng nữa, rồi con đi chơi ok. Con ok, lấy luôn đôi giày ok. Ok, ok. Đừng lo. Nói chung á, nếu như mà mình thấy á, nếu như mà cô dâu chú rể ấy, nếu như mà mập như thằng em rể tôi á, má nó 100 cân á, thì á kiểu thằng cô dâu chú rể luôn á. Cô dâu chú rể luôn á. Nếu mà chú rể quá mập ý, bên này ví dụ mình đến mình mua, mình cọc, mình thích cái mẫu đó mình cọc. Mình cọc tiền xong người ta may. Người ta sẽ may. Người ta sẽ may thì á, bộ đắt nhất bên này có 3,5 triệu thì có phải là mình đỡ hơn tiền đi thuê không? Đi thuê lúc chụp hình cưới này. Xong thuê ngày ăn hỏi này. À, thuê ngày cưới này, rồi sau này đi về nhà trai, nhà gái này, nói chung mua một bộ giày bèo. Con mẹ thì giống như một con buôn, như một con mẹ bán buôn này. Nhìn thấy con mẹ không, mặc áo này. Người ta sơ vin vào nó cái chất khác luôn nha các bác. Nếu cái áo này sơ vin vào ha, đi giày cao gót là rất chất khác luôn. Nhưng mà con mẹ rất là trợ luôn. Con mẹ rất trợ luôn này mấy mẹ. Nói chung ấy, là con trai tôi có một buổi biểu diễn văn nghệ, bụng hơi to. Này, hôm nay là từ ngày 30 tháng 12 là tôi đã không lái xe hơi rồi nha. Lúc trước là tôi nhậu được 5 ba chai, tôi lái xe hơi, giờ tôi không nhái rồi. Đó. Em, nếu mà cái ca vạt này con chị nó bé thế thì nó có bị già không? Hay là lấy mẹ nó cái nơ giả lấy cái nơ có linh hồn. Ờ đúng rồi, để fan comment thank you Huy Nguyễn fan cứng. Chị Trang ơi, con nó có 15 tuổi thôi, chị lấy nơ các màu nơ cũng được rồi, đừng dùng cà vạt thôi, đúng tuổi. Ok ok, thank you. Mẹ ơi, nó có tao có thể mua đồ cho dai đâu. Mẹ ơi, cho nó có ra ngoài không? Nó ra ngoài á? Chị thề với bọn em ấy là đời chị không bao giờ mua đồ cho dai. Ờ, chỉ có trai mua đồ cho chị thôi. Thế à? Mẹ đâu biết đâu. Con biết gọi là gì không? Nó là một sự kỳ diệu. À đây, con đục vào đây này. Nó rớt của người ta. Thằng này cái gì nó cũng có. Rồi ok. Thank you Huy Nguyễn, đúng là fan cứng của chế. Không phải, tại vì Bảo sẽ diễn một vai chàng hoàng tử. Mà chàng hoàng tử mặc áo sơ mi trắng thì chị thấy là không đẹp lắm. Mặc áo sơ mi hồng. Mà thực tế thì ở đây ấy, họ bán ở đây cũng không mắc đâu cả nhà. Một cái áo vest ở đây ấy, một bộ vest ở đây full đắt nhất thì cũng chỉ có 3,5 triệu. Thì không có lý do gì mà phải ngồi chọn chi cho mệt cả. Ngồi chọn chi cho đau đầu. Đây này, áo sơ mi bên này này, để tôi xem ra. Hoặc áo sơ mi ở đây á, không thấy cái giá ở đâu luôn. Ở đây hình như là cuối năm họ có sale này. Combo vest 7 sản phẩm, combo 1,2,270 triệu, 7.000 giảm 20% khi mua giày, áo vest quần tây sơ mi trắng, dây lưng cà vạt phụ kiện tất, combo 2, combo 3, combo 3 của họ có 3,317 triệu. Trời, chị Vi ơi, em thật chị, em phải rất là sắp xếp ngày hôm qua là cái ngày quán bún đậu rời từ nhà cũ, cái nhà thuê sang cái nhà mới. Mẹ làm như một con chó từ sáng sớm, sau mà bán bún hôm qua quán đông thất thủ luôn. Huy Nguyễn ơi, mày BD mà mày mặc vest đi đâu mày? Thằng ngân hàng kia. Trời, mọi năm á. Có thấy mình thường là anh hai đi xem phim không ạ? Mày sao đi xem phim á thì anh hai mày phải đi học. Ok chưa con? Con muốn gì nữa con chọn? Bên thường là anh hai nghỉ học. Bên thường là anh hai nghỉ học. Dưới lưng á? Bị già lắm mày. Bên kia là chỉ thấy mấy mẫu này mẫu dưới lưng. Đâu là cái nào?
mày tư vấn đi chứ, chị đời chị chỉ có dai cho chị thôi, chứ chị không mà mua gì cho dai đâu. Thế cuộc đời của chị. Nó nhiều vớ lắm em. Để mình được tặng. À, tặng à. Không, vớ này, vớ này. Không, vớ vớ ngắn đi, vớ chị mua nhiều lắm nhà chị. Ba bảo con chọn dây lưng. Con thích cái nào? Không, cái đứa già, không có mấy thằng già. Ôi trời, bà Kiến, ui trời ôi. Ui trời, bà Kiến, ui trời. Không, mày con không được mua đồ, con có buồn không Kiến? Cả mẹ mới mua cho con mười mấy cái đầm, xong con lại còn kêu nữa. Đứng vào trong, đi vào trong, không ra ngoài. Mẹ mới mua cho con mười mấy cái đầm, con thấy không? Mua mười mấy cái đầm, anh hai làm gì có, mấy con không được buồn, nghe chưa? Kiến nghe chưa? Kiến, mẹ nói nghe chưa? Khi mẹ mua đồ cho con riêng, anh hai không được mua đồ, anh hai cũng không buồn. Thì hôm nay mẹ mua đồ cho anh hai thì con cũng không được buồn, ok? Nhớ chưa? Con có thương anh hai không? Con thương anh hai không? Ô, cái gì đấy? Con có yêu anh hai không? Kỳ vậy? Sao Kỳ Kiến lại dỗi vậy? Ok. Ok. Con ôm em này, ôm em này. À, con lên đo cái bụng để người ta bấm cái lỗ. Con lên đo bụng đi, người ta bấm cái lỗ. Mẹ nói chuyện này, đang nói chuyện với Kiến. Mẹ nói chuyện Kiến này. Ra đây. Sinh nhật của con. Ngồi đứng đứng ngồi đây mình nói chuyện. Sinh nhật của Kiến ý. Kiến được tổ chức ở nhà hàng. Mình ăn tôm hùm này. Mình ăn nhà hàng này. Mình uống rượu này, nhà hàng sang. Anh hai còn không được tổ chức tại nhà hàng sang vì anh hai không nhiều bạn. Con biết không? Nên là anh hai chỉ tổ chức ở trường với 350 bạn thôi. Con biết không? Nên là con không được buồn anh hai, nghe chưa? Con phải thương anh hai này. Anh hai không nghe được, con nhé. Nên là mẹ không đưa anh hai đi chơi được nhiều. Mẹ đưa con đi chơi nhiều ha. Nên là con thương anh hai ha. Con phải động viên anh hai. Để anh hai thương con ôm động viên anh hai đi. Con ôm anh hai nữa là em thương anh hai nhé. Con thấy không? Đi đâu anh hai cũng dành đồ mua cho con đấy, con biết không? Nhá. Nào mẹ nói chuyện tiếp nào. Kiến, bây giờ đấy, hai mẹ con mình đưa anh hai về nhà. Xong mẹ con mình đi bước chi ti. Xong rồi mình sẽ chơi đồ chơi này. Ok, yeah. Kiến ơi, sao Kiến lại khóc nhỉ? Mẹ xin lỗi con, mẹ mày có nói gì sai với Kiến không? Nè. Mẹ không có mắng gì Kiến không? Con thấy mọi người thả tim cho con không? Mọi người thả tim, không phải là Kiến không có tủi thân đâu. Không có tủi thân nhá. Mẹ mới mua cho Kiến váy hồng đúng không? Mua chị heo đúng không? Mẹ mua váy lồng lánh cho chị heo và Kiến đúng không? Đúng không nhỉ? Mẹ mua cho Kiến mười mấy bộ đầm lận. Hôm nay anh hai được mua có hai bộ à? Đúng không? Nhá. Kìa, anh hai thương con này. Đó, anh hai thương con. Thôi, mẹ thương. Anh hai thương con. Em Kiến buồn vì mua đồ cho anh hai, nhưng mà hôm qua mẹ mua cho em Kiến 10 bộ rồi, 10 bộ anh hai bé con kìa. Ôi thương kìa, trời ơi thương kìa, ôi trời ơi thương kìa, anh hai thương kìa, ôi thương thương trời ơi, các bác ơi thương thấy không, trời ơi thương Kiến ơi, nhìn mẹ nào. Ui dồi, các bác thấy chưa? Trời ơi, Kiến ơi, Kiến, hello, how are you? Dỗi cả thế giới rồi, how are you? Ok, ok không chưa? Ok, bây giờ mình đi về nhá. Anh hai đến giờ học rồi, 2 giờ rồi. Anh hai về nằm nghỉ một chút, 3 rưỡi anh hai học cô giáo nữa nhá. Thế tối hai con muốn ăn gì? Ăn gà rán hay spaghetti? Con muốn gì? Thanh toán, tìm mặt em nhé. Bà tí thì bà hay dỗi lắm, dỗi cả thế giới. Bà không được mua mà dỗi. 4 cái này rồi. Cái này 4 cái rồi đúng không? Rồi. Bà tủi thân. Là tại sao? Tại sao? Mà anh hai được mua, bà không được mua. Đây là không trắng. Đây là BC04D.
Trời, một lần tôi mua kiến cho bà, mua vớ cho bà kiến là mua 30 đôi. Mua vớ cho ông hai anh hai nó 30 đôi. Trời ta nói. Không bao giờ phải. Ra đây, mẹ ơn mày. Mẹ thương này. Ê, cười rồi, cười rồi. Bây giờ mẹ có con chơi trò chút tỉm. Bây giờ nhá. Bây giờ này, mẹ sẽ đếm 5, 10, 15, 20 ha. 5, 10, 15, 20. Kiến sẽ đi trốn, sao mẹ tìm? Thực mẹ yêu em mà. Cưng con. Mẹ yêu con tình nồng. Con yêu mẹ tình say. Hôm nay thích, bà bảo là bà bảo chỉ mua vé thôi. Không sao, mùng 9 đi Thái Lan lại sốc tinh. Mùng 9 đưa bảo bảo đi Thái Lan xem đá banh. Tổ chức sinh nhật của Thái Lan trên sân bóng. Xong shopping, ok. Chờ đi mặc. Dạ, cho em xin cái tên của chị học của em. Ờ, Trần Thị Trang. Chị gái mới gọi cho em á là em nhận. Sao sao nhiều thế? Làm thế mà tôi có lời. Dạ, chị tập một chút thôi mà em. Ờ, 503. Dạ. 500. 418. Ông bà bảo ghê lắm. Một lần nó đi trên Thanh Phong, nó mua 10 mấy triệu. Nó á. Mà nó thích cái chỉ, nó chỉ mê series. Bởi vì thích đồ bên đấy. Trời ơi, bà Kiến nó mà đừng nghĩ bà Kiến. Trời ơi, Kiến làm gì vậy? Ông ơi, còn chưa đi ra chung với con nữa, ông còn chưa hài lòng nữa. Của mình này tổng là 3.089. Ông rồi con. Nha con ơi. Đây 3 triệu. Chụp hình không? Ừ. Thằng này thích chụp hình lắm. Đi ăn một chụp hình cho nó. Chụp đầy đủ nó mới chịu. Còn nếu bác Vi lại giảm giá cho con đấy. Ông bà bảo đi là được giảm giá. Rồi bác Vi bảo là sinh nhật cầm túi, cầm đồ, sinh nhật. Bác Hạ Vi bảo là sinh nhật bảo bảo giảm giá cho bảo bảo 50%. Thế bảo bảo lại có quà, sợ thật đấy. Ok. Để uống cà phê. Trời ơi, rồi cho ông sách đi rồi, ông chụp ông khoe lên lớp ông ý. Nào, ok ông nội. Ok các. Trời ơi. À đúng rồi, phải nhờ anh ấy chụp cho hai mẹ con mình tấm. Đây em chụp cho chị. Nào ông nội, ông chào nội, ông đứng vào đây. Sao chụp được cái trên này, trên này chứ. Đứng anh cho nó thấy chữ chứ. Ừ giờ. Trời ơi, ông nội này, ông sẽ làm. Em cái này chụp lại nó còn sáng thì chịu chụp chút dày chứ. Tao sẽ để tao có người Photoshop. Tao có nguyên thằng Photoshop. Con chào cô chú đi. Kiến. Con chào cô chú con về. Con chào chị đi, mình đi về. Cháu chào cô chú, cháu về. Kiến chào đi nào mẹ nghe xem nào. Ngoan là như thế nào. Không, chào mẹ nghe nào. Con xin phép con đi về nào. Con nói đi. Nói mẹ nghe nào. Nhanh lên. Mọi người chào con phải chào lại chứ. Nào. Chị về nha, con nói cháu về đi. Bye bye. Cháu xin phép cháu về. Bình thường không bảo nó sẽ chào. Con chào nha, mẹ đi về nào. Cháu về nha, bye bye nha, giữ tay. Con ra đi. Lại chuẩn bị khóc, ôi dồi, sao mong manh dễ vỡ thế này trời. Chị đi về đây. Nào mẹ cầm tay nè. Bye bye em. Trời ơi. Thank you. Bạn này bình thường mà chào, con chào cô chưa?
Chào chào cô trưởng. Bye bye. Trời ơi. Con ngồi dưới. Tôi ngồi với anh hai đi lên. Ok ok. Rồi. Rồi. Đi về nhà Kiến ơi. Kiến. Ngồi với anh hai à?